Chị ơi, xin mời cả nhà thưởng thức món bánh coronavirus. Look at this. This is the cake coronavirus. Yeah. Chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an để vượt qua cơn đại dịch. Hôm nay Huyền sẽ giới thiệu đến một món ăn trong mùa dịch, đó là làm từ trứng vịt muối, rong biển và cơm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ mời mọi người vào bếp với Huyền ha. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái bánh hình virus corona. Bây giờ mình trang trí cái bánh virus corona cho các bạn cùng xem nhé. Cái bánh này nó cũng không có khó. Mình sẽ ém cơm vô trong cái chén rồi, và mình úp ngược xuống cái dĩa, rồi mình sẽ có một cái hình tròn giống như con virus. Nhưng mà con virus này hình thù của nó xấu lắm, không có cần mình phải trang trí gì cho nó đẹp, chỉ cần nhìn cho nó hơi ghê ghê rùng rợn một chút xíu là được. Và nguyên liệu của mình gồm có cơm nè, lòng đỏ trứng muối nè. Lòng đỏ trứng muối mình hấp chín xong rồi mình tán nhuyễn ra rồi mình quét lên trên cái mặt, bề mặt của cái bánh thôi. Trang trí xong rồi các bạn đừng có cười mình nha, con virus đó phải lởm chởm nha. Cắm lên cái bánh hình lởm chởm, còn mấy cái gai nhọn nhọn này nè là mình lấy từ trong biển. Trong biển mình cắt ra mấy cái sợi nhỏ nhỏ, giống như là sợi gai, rồi mình gấm lên thôi. Làm đồ ăn giống như làm đồ chơi vậy đó. Đó, mình cứ gắm lên, trang trí lên từ từ nó cũng sẽ được. Gắm búa xua, không cần phải cho nó đúng nhịp, đúng chỗ gì hết, cứ gắm đại lên. Và mình dặn nhạc romantic cho nghe nha. Làm xong rồi thì là bỏ vô miệng ăn thôi, không có gì phức tạp cả. Cho nó vui mắt, vui mà ngon nha, vui mắt lạ miệng mà ngon nữa. Rồi mình bỏ lên thôi, bỏ lên mình cho nó lởm chởm, mình cho nó hơi ghê ghê một chút. Nhìn cho nó giống con corona một chút,
chứ nó hơi lởm chởm lởm chởm. Rồi, mình đã hoàn thành xong món Corona. Yeah. Rồi, xin mời cả nhà thưởng thức món bánh Corona virus. Yeah, look at this. This is the cake Corona virus. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Huyền. Nếu mọi người thích thì cho Huyền một like và một subscribe và chia sẻ cùng bạn bè, tiếp tục đồng hành cùng Huyền. Và hẹn gặp lại video sau. Bye bye.